Dù đang tập trung tối đa nhân lực khắc phục hậu quả của thiên tai, nhưng tại các địa phương vùng lũ trên toàn tỉnh vẫn có những hoạt động ý nghĩa để trẻ em có Tết Trung Thu ấm áp vui vẻ. Trung Thu đến khi thầy và trò trường mầm non Đức Hợp huyện Kim Động quay trở lại học tập chưa lâu. Tất cả công tác chuẩn bị chỉ diễn ra trong một buổi chiều. Trung Thu năm nay không có đoàn múa lân, không có trang phục biểu diễn xinh đẹp, cũng chẳng lung linh sắc màu của những chiếc đèn ông sao, đèn lồng, chống hội. Nhưng những món quà tinh thần quý báu, những phần quà thiết thực ý nghĩa đã khiến các em thiếu nhi được sống trong bầu không khí ấm áp yêu thương của những tấm lòng nhân ái, sẻ chia. Rất là vui ạ, con mong là làm là Tết Trung Thu ạ. Con thấy các cô mua món kẹo đấy, cái bánh đấy rất là ngon đấy, cả rất là ngọt. Mặc dù là không tổ chức to, không tổ chức hoành tráng, nhưng nhà trường vẫn cố gắng kết hợp với các bậc phụ huynh học sinh nữa, tổ chức cho các con được một cái Tết Trung Thu vui vẻ nhất, và các con được học tập cũng như là được trải nghiệm và được vui chơi. Tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, những năm trước, Tết Trung Thu cho khoảng 1.300 trẻ em sẽ kéo dài từ buổi chiều cho đến tận đêm khuya. Buổi chiều là thời điểm các em tham gia các trò chơi dân gian nhận quà của địa phương. Buổi tối là màn rước đèn ông sao, phá cỗ Trung Thu sôi động, hấp dẫn. Năm nay, do ảnh hưởng của thiên tai, chương trình Trung Thu được tổ chức ngắn gọn, tiết kiệm, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trung Thu năm nay mặc dù là không có các cái hoạt động như là rước đèn ông sao hoặc là tổ chức văn nghệ, nhưng mà cháu cảm thấy rất là tuyệt vời khi được xã hội quan tâm và được yêu thương. Cảm thấy rất vui. Cháu mong là nhanh đến năm sau để cháu được chơi tiếp. Đảng ủy và ủy ban xã cũng đã giao cho các ban ngành đoàn thể của xã, rồi các thôn tập trung là tuyên truyền vận động và đi xã hội hóa. Chúng tôi cũng đã cắt một phần kinh phí là cũng gần 10 triệu đồng để cùng với lại thôn tập trung lo cái Tết Trung Thu cho các cháu. Tất cả các cháu lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng nhận quà là 100%. Tết Trung Thu là dịp để mọi người hướng về trẻ em, thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đối với thế hệ tương lai. Dù thiên tai bão lũ có gây ra bao nhiêu khó khăn, nhưng tinh thần sẻ chia và quan tâm đến trẻ em vẫn luôn được duy trì. Các em vùng lũ không chỉ được nhận những món quà vật chất, mà còn được đón nhận tình yêu thương đùm bọc, sự động viên, sẻ chia từ cộng đồng.